Rồi, xin chào cả nhà. Chào anh em đồng môn đã trở lại trường sinh học thu năng lượng vũ trụ. Hôm nay bên kia quay một cái video về một cái tình huống có thật khi chúng ta học cái môn học thiền thu năng lượng vũ trụ. Người âm đã trở về hỗ trợ cho chúng ta có kết quả khỏe mạnh như thế nào, có thật sự hay không, để anh em chúng ta kinh nghiệm chia sẻ học hỏi những tình huống giải đáp thắc mắc sau. Cả nhà mình có thấy video hay, hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều cái video vừa thu năng lượng vũ trụ hơn nữa. Rồi cả nhà chúng ta theo dõi những tình huống thứ nhất nha. Tôi tên là Nguyễn Thị Bơ, sinh năm 1972, sống tại Phú Yên. Tôi đã học trường sinh học thu năng lượng vũ trụ trước đây khoảng 3 năm. Học xong vừa khoảng thời gian 3 tháng lên cấp 3. Gần lên cấp 3, trong cơ thể của tôi là rất đau đớn, khó thở, mệt mỏi và chán nản. Tôi nghĩ không học nữa. Và trong khoảng một thời gian hơn một năm, tôi tiếp tục lại học, rồi cũng y như thời gian đó lại nghỉ tiếp. Hôm nay tôi quyết tâm học lại, không nghỉ nữa. Cơ thể tôi khi ngồi tập thu năng lượng vũ trụ ở ỏi rã rời, ép ngực không thở nổi, rất mệt và chán nản. Một hôm vào trưa hôm nọ, tôi ngồi thu năng lượng vũ trụ, bỗng như sau lưng tôi có một cái bóng người lành lạnh từ sau lưng tôi bước tới và đặt tay hỗ trợ cho tôi vào cái lưng sau bảy của tôi. Đầu tôi rất nặng, tôi không lay đầu được. Khoảng 10 phút sau, cơ thể tôi thoái khỏe lại, giống như có người đặt tay hỗ trợ thật sự vậy. Rất nhiều lần khi tôi ngồi tập thu năng lượng vũ trụ, cơ thể tôi mệt là đã có người hỗ trợ phụ tôi kịp thời, thường thường là trong khoảng thời gian là trưa và chiều sẩm tối. Cho tôi hỏi quý anh em đồng môn đi trước, có ai giống như vậy không? Và điều đó có tốt cho tôi không? Tôi nên tiếp tục học hay là thôi? Xin anh em đồng môn đi trước giải đáp giùm tôi. Xin cảm ơn. Đó là tình huống thứ nhất nha cả nhà. Cả nhà chúng ta đừng rời màn hình để theo dõi tiếp tục cái phần tình huống thứ hai như thế nào. Người âm vừa có hỗ trợ cho mình có kết quả khỏe mạnh hay không, hay là xấu đi những cái gì. Mời người nhà chúng ta theo dõi tiếp phần thứ hai nha. Tình huống thứ hai hỏi. Tôi tên là Nguyễn Thanh Thịnh, sinh năm 1982, Đông Hòa, Phú Yên. Những ngày tôi chưa học trường sinh học thu năng lượng vũ trụ là không nghe thấy người nói bên tai thầm thì. Hôm nay tôi học vừa lại nghe nói bên tai. Mỗi lần tôi ngồi tập thu năng lượng vũ trụ, nói bên tai tôi: thôi đứng dậy đi vợ cho rồi, chứ ngồi chi cho khổ. Và thấy cái cảm giác kéo trong tôi ra, tôi quyết tâm co lại để giữ ngồi cho bệnh được. Cứ nhiều lần như vậy khi tôi ngồi thu năng lượng vũ trụ, đến nay đã gần 3 tháng không còn hiện tượng đó nữa. Bởi vì lòng kiên trì, quyết tâm tin tưởng môn học do anh chị em đồng môn đi trước nói, nên tôi quyết tâm ngồi. Được thành quả ngày hôm nay, khỏe khoắn, bệnh tật của tôi đã được giảm nhiều. Nếu như một ai đó không có niềm tin môn học, quyết tâm ngồi thì bỏ từ lâu. Xin hỏi quý đồng môn, anh em đi trước có ai như vậy không? Và ngày nào đó có còn lặp lại tệ hơn nữa không? Cho tôi câu trả lời, xin cảm ơn. Rồi, qua hai tình huống 1 và 2. Tình huống 1 là khi người âm đã vừa hỗ trợ cho cái người đi học trước đã nghỉ hai lần. Lần thứ ba là đã học, cũng đã muốn mệt mỏi muốn nghỉ, nhưng mà đã hỗ trợ kịp thời cho khỏe mới, cho nên quyết tâm đến hôm nay đã đi học lại hoàn thành, gần có thể lên cấp 3. Còn tình huống thứ hai là cái một bên kia là không cho ngồi, thấy đứng nhắc nhở, lôi chân ra đỡ, không cho ngồi, ngồi chi cho nó khổ. Đó, hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Cả nhà chúng ta bình luận và chia sẻ cho anh em học hỏi đỡ biết được cái môn học này và giải đáp thắc mắc cho những hai cái tình huống này. Quỳnh Kim xin chúc cả nhà mình vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Hẹn video lần sau nha.